Kế đến nữa, vào ngày 31 tháng 1 2010, đây là hình ảnh mà tôi cần chia sẻ cho đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta, dân Việt chúng ta, cũng như đương nhiên chia sẻ cùng tất cả nhân loại. Đây là hình ảnh linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đã hy sinh trong tất cả những cuộc chiến từ cổ chí kim, và nhất là bắt đầu từ những cuộc chiến từ đệ nhị, đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, cũng như chiến tranh Việt Nam và cho đến ngày hôm nay. Đây là những chiếc nón, có nhiều kiểu nón khác nhau trên đây, và đây là nửa khuôn mặt của những anh hùng chiến sĩ đã hy sinh, và linh hồn của những anh hùng này đã hiện ra phù trợ cho chúng ta làm việc, thông báo tin mừng vĩ đại của cha trời ban cho nhân loại, và đồng thời làm việc cứu nguy dân Việt và nước Việt chúng ta. Đồng bào thấy ánh mắt của chiến sĩ nơi đây lại bị thương lòi mắt, mũi bị thương tét mũi, gãy mũi đứt ra làm hai, môi miệng bị thương tét môi, giặt môi, sưng môi, da thì bị bom đạn, lửa đạn cháy da, chảy da, và đây cổ áo của chiến sĩ. Đây là những chiếc nón trên này, đồng bào hãy nhìn, xem xét, chiêm nghiệm. Đồng bào cần được biết là đây là tất cả những anh hùng chiến sĩ đã hy sinh trên chiến trường, tức là không cần biết thuộc phe phái, phe nhóm nào, mà là tất cả những anh hùng chiến sĩ đã hy sinh trong những cuộc chiến. Họ không có choice, họ không có quyền quyết định, không có quyền lựa chọn, mà họ phải tuân phục cấp chỉ huy của họ, vì họ là những chiến sĩ, họ ra chiến trường, họ chiến đấu, và họ đã hy sinh. Và khi họ hy sinh thì linh hồn của họ được cha trời thượng đế toàn năng rước đi, đem về chỗ nghỉ ngơi. Giờ đây cha trời thượng đế toàn năng cho họ xuất hiện để phù trợ chúng ta làm việc theo lệnh của cha trời thượng đế toàn năng. Vì thế họ có quyền năng hơn chúng ta, họ ở thế giới siêu nhiên, họ thấy chúng ta mà chúng ta chưa thể thấy được họ, ngoại trừ những ai có những ân sủng đặc biệt của đức cha trời thượng đế toàn năng ban cho thì sẽ nhận diện việc làm của họ. Họ được phép trừng trị những kẻ ác, tức là những kẻ phá phách việc chúng ta đang làm. Những anh hùng chiến sĩ này, những linh hồn đặc biệt này sẽ trừng trị những kẻ ngăn cản phá phách việc làm thông báo tin mừng đến cho tất cả nhân loại, cũng như việc làm cứu nguy dân Việt và nước Việt. Vì thế đồng bào hãy cẩn trọng những ai hỗn láo sất sược, toan tính đã và đang ngăn cản việc chúng ta đang làm, thì hãy chấm dứt kẻo bị trừng trị không chậm trễ. Nhớ điều đó. Đây, đồng bào hãy xem xét khuôn mặt những anh hùng chiến sĩ. Và đây, hai khuôn mặt của những anh hùng chiến sĩ. Hai khuôn mặt đây, một khuôn mặt, thêm khuôn mặt ở đây. Và đây, khuôn mặt những anh hùng chiến sĩ đã hiện ra. Và đây, hình ảnh phóng lớn ra đây, hai khuôn mặt nhập lại một sát bên nhau. Đó là những chiến sĩ của hai bên. Khi mà ra chiến trường là phải có hai bên chia ra để mà bắn giết hay chém giết nhau, đúng không? Nhưng khi họ chết, họ nhập một lại với nhau, tại bởi vì họ được cha trời thượng đế toàn năng đem về chốn nghỉ ngơi, và giờ đây họ đã hiện ra để phụ trợ chúng ta. Đồng bào thấy rõ chưa? Đây nè,
Đó, khi mà lật về hướng này thì hai khuôn mặt sát nhau. Thấy rõ chưa? Thấy rõ rồi ha. Đó, lật về hướng này là họ, họ trên đây nè. Nhưng mà khi lật qua đây là thấy rõ không? Đó, hết chối cãi đúng không? Tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Kế đến nữa là những linh hồn bị lửa thiêu đốt nóng nhiều ngàn độ đã hiện ra trên mây. Cha trời bảo tôi chụp để thông báo cho nhân loại. Những ai sống nghịch lại sự dạy bảo của Thiên Chúa Giê-xu thì những kẻ đó sau này sẽ bị quỷ Sa-tăn bắt làm nô lệ hàng ngàn năm vô cùng khủng khiếp, hoặc là linh hồn sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt hàng ngàn năm vô cùng khủng khiếp. Hãy nhìn mà chiêm nghiệm để học hỏi rồi quyết định với cuộc đời của mỗi cá nhân chúng ta. Kế đến nữa là hình ảnh quỷ Sa-tăn hiện ra nuốt những linh hồn bơ vơ, tức là những linh hồn sống không có direction, tức là không nghe lời dạy bảo của Thiên Chúa Giê-xu. Thì những linh hồn đó đang bị quỷ Sa-tăn nuốt, bắt làm nô lệ. Thấy mắt nó không? Mũi, miệng nó đang nuốt những linh hồn bái lại nó đây. Tức là những linh hồn tham sân si, hung dữ ác độc, ham mê dục vọng vật chất, ảo quyền thế gian xảo bên ngoài, bằng cấp chức sắc này kia rồi các cái, là kể như những kẻ đó bị quỷ Sa-tăn đang nuốt để bắt làm nô lệ, vô cùng khủng khiếp. Và nếu dục ở trên này rớt xuống cái này cũng bị thằng quỷ dưới này nó bắt. Thấy mắt không? Hai cái sừng đó nè, mắt đó nè, mũi đó nè. Đó, quỷ dưới này, quỷ lên đây nuốt những linh hồn. Còn đây là hai con mắt của ông rồng. Ông rồng vương đạo, vương đạo Việt, là ông bà tổ tiên chúng ta đó, đang nhận lệnh của cha trời thượng đế toàn năng, dùng quyền năng của Thiên Chúa Giê-xu để đuổi bọn quỷ này đi, ngõ hầu cứu một số người bơ vơ, linh hồn của những người bơ vơ. Và đồng thời hình ảnh này còn nhắc nhở đây, tsunami sẽ xảy ra, động đất tsunami, nước biển sẽ dâng tới mây, đây là toàn nước biển không à. Và đồng thời nơi đây là hình ảnh nước Nhật Bản ngay đây, và đây là tàu cộng Bắc Hàn và Nam Hàn ngay đây, tàu cộng đây nè, Bắc Hàn và Nam Hàn ngay đây, và Việt Nam dân nước Việt chúng ta ở phía dưới này, ở phía dưới. Các bạn ý đây có thằng quỷ ở đây nè, quỷ chỗ này nó nha, quỷ đây nè, những linh hồn bơ vơ, tsunami động đất sẽ xảy ra. Và khi sự việc này xảy ra, như tôi nói lúc nãy, sẽ có hàng tỷ người thiệt mạng, và lúc đó chỉ có Thiên Chúa Giê-xu là đứng duy nhất có thể cứu rỗi chúng ta. Nhớ điều đó. Vào trang website của chúng ta để học hỏi thêm, facegodjesuschrist.com. Kế nữa là hình ảnh sư tử rồng bảy đầu bảy mắt. Sách Khải Huyền có nói về phần này, cũng như sư tử Lai Anh hồi nãy tôi trình bày, sách Khải Huyền có nói về phần đó. Sư tử này sẵn sàng tiêu diệt quỷ Sa-tăn và quỷ Rau Xanh, cũng như tiêu diệt những kẻ ác cố chấp kiêu ngạo giết chóc hành hạ đồng loại nó. Và đây là hình màu gốc, tôi làm màu đậm hơn, nhiều màu khác nhau để tùy theo bá tánh thích, và có thể thỉnh những hình ảnh này để nhắc nhở chúng ta là chúng ta được sự bảo vệ của cha trời thượng đế toàn năng, được sự bảo vệ của cha trời thượng đế toàn năng qua những hình ảnh này nhắc nhở chúng ta, cũng như qua hình ảnh sư tử nhà Yura, sư tử cha bảo vệ sư tử con. Đây, sư tử cha bảo vệ sư tử con, nhiều màu khác nhau. Và đây, ông bà tổ tiên chúng ta hiện ra với dốc ván ông rồng và bà phụng hoàng. Đây là bà phụng hoàng, bà phụng hoàng, bà tổ của chúng ta. Và đây là ông rồng, ông tổ của chúng ta.
hai ông bà đã hiện ra vào ngày 2 tháng 5 năm 2010. Và đây là quốc kỳ mới của nước Việt chúng ta, Đại Việt Vương Đạo, Vương Đạo Việt, Great Việt Kingdom. Nhớ cho đó, quốc kỳ mới của nước Vương Đạo Việt, Đại Việt Vương Đạo.